Hello, chào các bạn, chúng ta đến với cả Rap Việt, casting Rap Việt tại Hà Nội. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến một game dành cho những anh em nào đam mê về rap. Anh em sẽ freestyle trên một con beat có sẵn. Và bất cứ anh em nào freestyle được 100 giây sẽ được tặng một con grill. Và let's go. Ok, chúng ta sẽ đi tìm một người tiếp theo. Có một ông bạn đang ở kia. Mình sẽ mời ông bạn. Xin chào bạn. Hôm nay mình có cái challenge để freestyle để review. Nếu bạn có đăng rảnh để tham gia với mình challenge nhỉ? Ok, thì mình bắt đầu tham gia rồi nhỉ? Em là Uncle Ben, AKA Bác Ben đẹp trai, đến từ ảo ảnh live của anh DJ Duy Nguyên. Ê, sao tôi bảo ảo ảnh live, ảo ảnh live. Uncle Ben đúng không? Ok, và giới thiệu với anh em tao là Uncle Ben. Đôi khi tao biết như thế thì chắc chắn là tao không thể nghe. Đôi khi là tao cảm thấy mình như thế này thì quá láo. Đôi khi trời nắng quá nên là anh cởi mẹ áo. Nên là không sao, khi mà anh vẫn còn không bao. Khi mà anh vẫn còn đang bảo là như thế thì không sao. Khi mà anh vẫn còn đang vỗ, vỗ vào đâu thì biết rồi. Đôi khi tao bảo như thế thì chắc chắn là mày phải biết rồi. Ok. Mặc cái áo lên okay, thì ok. Ok ok. Cái mồm ơi. Hey, no ok. Hey, cảm ơn anh của Ben đã đến với chương trình của VPIST. Chúc bạn có một ngày support anh em thật là nhiệt tình. Hay cảm ơn ạ. Và thế là ngày hôm đấy kết thúc với không khí bùng nổ tại địa điểm casting Rap Việt. Vẫn còn đó rất nhiều dân chơi thứ thiệt tham gia thử thách của VPIST. Nếu anh em muốn xem thêm thì comment để cho mình biết nha.